<laughs> đây được này ở hôm nay lần này cũng ván rồi này vàng này bốn rưỡi rồi đấy, tầm này là mọi hôm là 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 mới về khoái châu thế là về lạnh kinh lên, xong rồi đi đường nó lạnh nghe, thế là co co vai vào thế là đau hết mỏi hết cả nhừ lên, nhừ hết là vai. khổ cái lúc này là, là là cũng thấy là cái cái tác dụng của những người mua ô tô đấy. <laughs> nhưng mà như ông anh tôi tôi kiểu tôi tôi bảo là mua ô tô là không cần thiết để ông anh với bà chị bảo là 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 cái nứa tuổi này của các em thì có thể từ từ nhưng mà như anh chị đây mà không mua ô tô thì chắc là thêm 5 năm 10 năm nữa là là không không đi được ô tô không có ô tô mà đi kiếm ra tiền thì cũng để để phục vụ cho nhu cầu mấy cả cái cái mãn nguyện những cái mà điều mình chăn trở ấy giống như các bạn cũng vậy có những người kiếm tiền thì người ta thấy mình livestream thì thì người ta thích mua thì người ta mua Người ta có cái câu mà Xưa nay chúng ta chỉ hối hận những cái việc mà chúng ta đáng nhẽ chúng ta muốn làm nhưng chúng ta không làm Chứ không bao giờ chúng ta ân hận vì những thứ mà chúng ta đã làm Thích thì mua thôi Cố gắng kiếm tiền để thích thì mua Mua xong rồi nếu mà ví dụ như nó không hợp hoặc nó chết hay nó thế nọ thế kia thì Thì nào rút được kinh nghiệm thế tiền sau có bố mẹ bảo cũng không mua Người ta mua một lần, hai lần, ba lần rồi nó chết Thế không mua nó không hợp còn có những người thì cứ nghĩ cứ thích mua nhưng mà mà cái khả năng tài chính là các thứ không có thể mua được ấy thì là mai sau sẽ sinh ra những cái ý cố gắng mà tập trung làm kiếm tiền không gây sự thì là sẽ có tiền có tiền để phục vụ những cái nhu cầu trong cuộc sống này à. mà mà cũng nạ nha thằng của em nó nó không nai chim này chiếc gì nha suốt ngày thì đánh cây suốt ngày thì đánh cây đây cái hàng này là các bạn có thể là các bạn có thể là tôi bảo rồi ấy đối với các các các, các gia đình trên hà nội ấy người ta sẽ không chơi cây mà bán cây này đi xong rồi người ta cắt đến đây này xong rồi người ta cắm nọ này cũng rất là rẻ thật Bây giờ mua những cái cành mà như kiểu cành chanh ấy, các cái nhà ở trên chung cư người ta mua một cành chanh rất là to. Nó về được một hôm hai hôm thế nào nó nó rụng hết quả, rụng hết lá. Bây giờ mua những cái cành này, cái thủy vừa rồi nó mua cành nê hay cành gì ấy, 7 hay hay 80 nghìn một cành. Về về có thấy chơi được hoa đâu, nó nở cứ nún phan, lún phún. Mà hôm ấy là cái cây cây nê nê hay cái cành nê ấy nhỉ? Tôi bảo cái mùi nó hôi hôi nó hắc hắc kiểu gì ấy. Những cái cây mẫu đơn này mà mà các bạn chỉ cần ví dụ như là đẩy những cái dòng cây mà có hơn trăm nghìn này Các bạn nhưng mà đây là giá số lượng nhé không phải giá lẻ đâu Thì các bạn về các bạn cắt đến đây một phát này Đây cắt đến đây này Cắt đến đây giữ gốc hoặc là vứt đi vứt đi luôn Cắt đến đây này xong rồi cắm Thì làm gì có những cái cây như này Còn đôi khi là các bạn ấy bán lẻ thì một cái cây này các bạn đi bán là 400 hay bao nhiêu đấy Đấy còn bán thì đấy đã bán cho các bạn ấy là toàn giá số lượng để các bạn về các bạn thay quất các thứ thì nào các bạn đi bán lại thì đôi khi là có lẽ năm sau mới các năm cái sau là phục vụ những cái sản phẩm như thế này để cắt cành này Đó, để bán này để các bạn đi chơi cắt ngang thân ra xong rồi để cắm nọ này bưởi tết giá buôn bao nhiêu bảo cái thủy ấy nó gửi ảnh xong rồi ấy cho có mấy loại có nhiều cỡ cơ mà đang quay mẫu đơn thì các ông lại hỏi bưởi Mẹ quay bưởi thì lại hỏi sung Quay sung thì hỏi khế <laughs> Các bạn phải biết ví dụ như là Vào đúng chuồng như này Lúc nào quay bưởi thì hỏi bưởi Mấy cả thường thì các cái số zalo của cái thủy ấy, Thì các bạn liên hệ hoặc là hỏi nó Thì nó gửi ảnh cho nó báo giá cho Cái khi mà mà, mà tôi đang nói về mẫu đơn này Nhiều ông hỏi bưởi thế là sẽ gây ảnh hưởng cho người khác ấy Người ta đang xem như là, như là thằng này nó đang trình bày ý tưởng là Cây mẫu đơn này đáng nhẽ là thoát thân Nhưng mà nhiều nhà người ta không có điều kiện Mấy cả người ta cần đẹp thì người ta cắt cái cành Thế này Thằng cu em tôi nó bảo là Cái loại này là được tết Thì tôi cũng thấy là đây là những cái lọc này nó à, Cái hoa này ra này Mấy cái thứ hai nữa là Khi mà các bạn cắt cái cành này này Cắt cái đây này Mua cây nhưng mà các bạn về Các bạn không giữ cây cũng không trồng Các bạn cắt đến đây xong các bạn lấy cái nọ Các bạn cắm vào Thì nó to lắm Cái loại này là 2 này 8 này 2 này, đây không tính cái này nhá. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này, tầm 1 mét. 8 1 mét. Thì bàn thờ hay là cái ấy này, cắt ngang thân này này, tùy theo cái bình của các bạn cao hay bé hay thấp hay gì ấy, cắt ngang cái này, này cắm nọ, quá tuyệt vời luôn. Còn bọn tôi sản xuất thì nói chung là có bán có hơn trăm nghìn một cây này thôi thôi. Đấy, còn các bạn đi lấy về thì các bạn đi bán 300 hay 400 thì tôi không biết tôi đăng đấy tôi giờ hôm nay tôi nói với thằng 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 à, tuân này là là tôi đang rõ ra là số lượng đầu trăm ui rồi ôi thế rồi ướt ướt tắt rồi hơn trăm nghìn một cây mà các bạn ấy cứ muốn là mua một cây với hai cây tôi bảo tôi bán đầu trăm cơ mà thì mới được cái giá ấy. còn đôi khi là cũng thấy là anh em chạy quảng cáo xong rồi hoặc là anh em livestream anh em bán nẻ ship code này tôi cũng thèm nhưng mà bảo là bây giờ mà mà bán lên khoảng tầm hai trăm rưỡi thôi là rất nhiều anh em đang sản xuất mẫu đơn này sẽ chửi tôi là bán đắt bán rẻ ấy. cho nên mình chỉ bán số lượng thôi tại vì với những người anh em khác mà anh em với mình ấy cũng là là người sản xuất đi thì người ta thấy ví dụ như hai trăm hai trăm rưỡi là đắt nhưng mà thì là tôi mới bảo là tôi chỉ bán số lượng hơn trăm nghìn thôi không không bán không bán rẻ đôi khi đấy đôi khi các bạn làm một việc gì đó trong cuộc sống thì nó bao giờ nó cũng có những cái 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 uh, kiểu người ta đả kích châm biếm này, đây là các hàng nụ như này này, thì tha hồ mà kịp tết, đây, đây, đây là ở dưới uh, tân dân khoái châu, ngoài ruẩn em chào anh tuân nhé, đây là tân dân, uh, đây là ông đình khoái châu Hưng yên, Đấy, bây giờ bắt đầu đi trả lời này, ừ, cái loại như thế này thì uh, cái thủy có thể hình như là bán cho mọi người là trăm hai hoặc trăm rưỡi một cây Số lượng bán từ trăm cây hay là 50 cây thì mọi người hỏi nó Xem nó nhận ví dụ như số lượng như nào nhưng tôi chỉ biết là hơn trăm nghìn Cao cây như này là đến mắt tôi, chưa tính bầu Nó nó, nó đến mắt tôi thì tầm mét rưỡi, cứ nhận từ mét tư, bao giờ cũng nhận ngót Tán thì đây, hai này, hai này, đây tán này Rồi, hai này, bốn này, sáu, bảy mươi phân, tán bảy mươi phân Cao cây thì đấy là như thế, còn thoát thân này, đây là thoát thân này thân nó bằng ngón tay Đấy, thân bằng ngón tay Đấy, nhưng mà chỉ bán số lượng thôi không bán nẻ đâu không không bán nẻ còn các cái cây mà ví dụ như là các bạn nhìn qua cái cây mà như cái bạn kia bạn bảo là ở làng hoa cây cảnh thái bình có 50.000 ấy 50.000 là cái hàng ở ngoài kia kìa cái thủy nó còn bán có 30.000 cơ thì nó không thể được như thế này được Đấy, các bạn trông như thế này thôi nhưng mà để tôi đếm cho các bạn xem là bao nhiêu bông này nó không thể như thế này được Đấy và cái thứ hai nữa là cái thân này Thân nó không thể như này được Đấy Tán nó không được, chiều cao nó không được Đấy còn các bạn cũng là người tỉnh táo Thì tôi bảo thật cho các bạn là Đôi khi là các bạn phải lựa chọn người bán Mấy cả giá như thế nào Cây như thế nào Chứ đôi khi nó có phải như thế này đâu Nhưng mà đôi khi người ta ta Có những người nha, có những người anh em Cũng là người sản xuất Nhưng người ta lười làm lắm Người ta không chịu làm nội dung Người ta không chịu đăng bài nhưng cứ thấy tôi đăng cái gì là người ta chống phá bằng cái cách là tao bán rẻ ăn mày à, Tao bán rẻ ăn mày Mấy cả ở tao mới thế nọ thế kia rẻ hơn mày nhiều Mấy thế nọ thế kia Cái chính là cái nó thể hiện cái sự bất lực Tôi bảo tôi không cạnh tranh bằng giá Tại vì là 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 tôi cây của tôi tôi bán giá như thế Còn các ông bán rẻ hơn thì đáng nhẽ là các ông phải bán ác hơn tôi Nhưng các ông không chịu làm Không chịu đăng bài, không chịu livestream, stream, không chịu thế nọ thế kia Đấy còn đôi khi là mỗi người một việc cố gắng lên trong cuộc sống thì cố gắng lên mà làm Bỏ thời gian ra mà làm Thì mới có được giữ được những cái khách hàng nó thân thiết được Chứ đôi khi ví dụ như là các bạn có thể cướp được một lần khách Thì về sau có cướp được đâu Cái thứ hai là cái cỡ của các bạn thì Thực ra thì nó có giống như thế này đâu Cho nên giá các bạn rẻ hơn Cái tán của mọi người chứ dùng một rúm này Đấy, Cái tán của mọi người có một rúm này Và nó không dày răm như thế này Đấy, Nó dày răm như thế này Cái răm ấy là nó quyết định nhiều bông Đấy nó nhiều bông Cái răm này này Đấy mọi người có thể xem xem là ai quảng cáo những cái loại này nó rẻ riết các thứ thì mọi người nhìn nó khác biệt từ cái răm này, răm chi này. Đấy ví dụ nhìn từ dưới này này. Đấy thì nó nhiều bông. Đấy, đi ra ngoài kia thì tôi đếm cho các bạn, mở đây tôi cũng đếm cho các bạn. Ở đây nó có cái nụ thì cho đôi khi nó không đẹp. Đấy cái gậy để đếm cho mọi người xem một cái cây như này bao nhiêu bông nhá. Đây. À, còn ai cũng là người sản xuất nhưng mà thực ra thì đôi khi thì các bạn cũng hơi hơi ảo tưởng nhiều khi là phải tự hào lên là nhiều khi phải tự hỏi là tại sao cây của mình đẹp hơn giá mình rẻ hơn nhưng mà nó bán được này đây nó bán đắt mà nó vẫn bán được đấy là tôi cũng bảo giả sử như vậy nó cao quá không ạ đếm nó khó để từ từ để đọc bình luận nhá để đếm đếm thì đếm thì phải lấy cái gậy xong rồi gạt gạt mẹ toàn cây cao như này còn cái dòng này là dòng to đấy dòng này là nó bán là Cây thủy nó bán từ 10 cây hình như 350 hay là 400 đấy Gốc to đấy À đây Hôm ấy cái thủy nó quay cái loại này này Nhưng còn cây còn to như thế này 600 nghìn Thế nào ông bạn ấy bảo là về Nam Định, Thái Bình với cái gì ấy Về làng cây cảnh Thái Bình Giá có 50 nghìn Mẹ có biết cái mẹ gì đâu gốc nó mẹ mẹ bằng gần cổ tay rồi Đây Thế là tôi mới bảo 50 nghìn của mày á Gốc còn chỉ bằng điếu thuốc Đây cái loại 50 nghìn với 30 nghìn đây này đây để cho các bạn từ từ đã nha Xong tí nữa tôi đọc bình luận xong tôi sẽ trả lời Cái hàng này có phải trồng một cái cây này nó nó, nó ít đâu Xong rồi xém ra nó được như này Thằng bỏ mẹ gì hôm trước nó tát tôi vào đây Nó tan tôi vào đây Còn dòng này dòng hơn trăm nhá Đây Đây cái hàng mấy chục nghìn đây của nó đây này Tán thì bằng cái găng tay ấy Xong rồi thân nó bằng yếu thuốc đi Cho nên đôi khi là các bạn mua thì các bạn cũng không để ý Còn tán này to như thế này Chả biết thằng cu em đây nó bán cho khách đây này thì nó bán được bao nhiêu đi Tôi phải né né vào đây không sợ là Nó đang bán Đây 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 nó to như thế này Nó bảo về Nam Định À về Thái Bình Có 50.000 một cây Đây Nó bảo có 50.000 một cây Thái Bình nhá Nó bảo thế nhưng cái thân của nó bằng điếu thuốc ấy Nó cái cây như thế này Nó còn to hơn thế này Nó bảo là ở dưới Thái Bình có 50.000 một cây Bảo trồng những cây 4 năm như thế này mà nó bảo ở dưới Thái Bình 50.000 một cây Ở trên mạng thì nó thế này Nhiều khi là người ta cũng cứ muốn khè mình để 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 chứng tỏ cái tôi ấy Nhưng mà đạp mình làm sao mà đạp được Đấy, đấy cái cây hàng nó to như này trồng 4 năm Nó bảo về Thái Bình có 50.000 một cây thôi Bao nhiêu cũng có nó Trồng một cái cây 5, 4 năm năm Nó bảo về Thái Bình 50.000 một cây Về làng hoa cây cảnh Thái Bình nó bảo tao buồn tao cũng là nàng hoa cây cảnh đây này. Nhưng mà thường là nói chung là các cái bà con ở nàng hoa cây cảnh Thái Bình thì người ta cũng biết điều. Thi thoảng nhưng có cái thằng xí xa xí sớn này. Nó có hiểu thế nào là cây to cây bé đâu. Hồng xiêm cũng vậy này. Hồng xiêm ở đây ví dụ như cái hàng ngoài kia có 10 000 Mấy cái hồng xiêm này nó to như thế này thì nó có hiểu thế nào là cây to cây bé nào Còn tôi nói cái loại hồng xiêm này thì cái thủy nó bán được mấy cây rồi cho khách rồi Mà như các bạn mua hồng xiêm nó cũng phải 30.000 một cân các bạn phải biết là mỗi cây này, mỗi cái quả hồng xiêm này nó cũng phải một nạng rồi. Đây. Các bạn biết là như cái cây này bao nhiêu quả? Bao nhiêu quả Đấy này. Này, một chùm này này 6 quả này. Đấy. Đấy, 30 000 Ô bây giờ mà quay những cây hồng xiêm to này thì nó bảo về tao có 10 000 cây. Đều thật, ở tao cái tao chặt đi nhiều lắm. Toàn hạ người khác để đạp người khác xuống ấy. Nhưng chúng mày làm sao đạp được? Hiểu chưa? chúng mày còn phải theo theo dõi tao bật mặt ra đây là cái cây này hai cây hai cây hai cây trồng cây này cũng rất đẹp nhá hai gốc Đấy, biệt thự biết thiếc này tí nữa từ từ tôi sẽ đọc hết cái uh, 30 cái bình luận của các bạn đang nói giải quyết cái vấn đề mà nó bảo là về nam định thái bình à về làng hoa cây cảnh thái bình có 50.000 cây thôi Hôm cái thủy nó quay cái mẫu đơn bán nẻ 600.000 Nó to hơn thế này To hơn mấy cái cây này này Đấy, còn thế là tôi mới bảo là 50 nghìn của mày thân bằng điếu thuốc <laughs> Ở tao tao còn bán có 30, 40 nghìn Đây này Đây Đấy các bạn có thể là xem xem rồi Xong rồi tra nhá Đây là tôi cũng nói luôn cho nó để cho nó Nó xong vấn đề đây Cái hàng của nó nó bảo là 50 nghìn của nó đây này Thân nó chỉ như thế này này Đấy M Nó, 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 nó xóa mấy cái loại mà bằng gần bằng cổ tay của tôi Đây Tao có sợ mày đâu à, Làng hoa cây cảnh của mày đây này Đây này à, Đi đi sâu nhưng mà vừa mới tưới Tán nó chỉ bằng găng tay hơn găng tay thôi mà Sao to bằng một người ôm được Thân nó chỉ bằng ngón tay điếu thuốc rồi Thoát thân thì cũng thoát thân một mét Cao cây thì nó như thế này này <laughs> Đấy Còn đây là đơn vàng Tại vì vừa tưới nó đi vào nó ướt người Đấy cho nên là bọn Giời ơi đất hơi Cũng là một giống nhưng mà cây cỡ cây nó khác nhau Tá nó chỉ bằng gang tay thôi, hơn gang tay thôi. Nếu mà đo ở phía này thì cũng phải 40 phân. Đấy, các cái hàng này nếu mà lấy đầu trăm thì cái thủy nó bán 30, hay 40, 50 gì đấy. Thiếu gì? Còn sơ qua đây, bây giờ ngồi đọc bình luận nhá. Bây giờ còn thì còn về sớm này còn cái bọn gì nó giao hàng cơ. Nên lên đây nên em mượn cái mộ của ông ông, ông ấy nè chéo lên đấy còn nhiều lắm còn 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 ngoài kia nước cơ mượn mộ của ông cụ để để đọc bình luận đây mộc đây mộc trồng tung trời tung đất đây mượn mộ của ông cụ để chào cụ nha đây Ui. này còn cái loại dòng này dòng đơn nhung đá nhựa thì à, lá nhựa thì cái 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 lá nó hơi giả đấy và hoa nó đỏ nhưng cái dòng đương nhung lá nhựa này thì nó nó chậm hoa hơn các cái dòng này, dòng đơn vàng này đấy, tí nữa tôi sẽ lấy gậy tôi đếm cho mọi người xem một cái cây này có bao nhiêu bông đấy thì nó bán 50.000 đấy Có được để tôi đọc bình luận nhá Một nại hỏi mộng lan này Tiếp nào đọc này Bưởi Tết giá buôn bao nhiêu anh? Hỏi cái Thủy. Hoa hồng có không anh ơi? Có. Vợ cái Thủy nó đang quay. Nhưng mà ở trên Facebook. Anh ơi có mộc lan không anh? Có mộc lan luôn. Có mẫu lớn không anh trai thì không hiểu bạn này hỏi cái gì. Có mẫu đơn vàng nhiều đó anh mua thế nào? Cái hàng này hơn trăm nghìn. Thì là trừ cái số 4586 của tôi ra. Mọi người kích vào cái tiktok thì nó có ba số. Trừ cái số 4586 của tôi ra thì là hai cái số của cái thủy đấy mọi người mua số lượng như thế nào thì như cây kia toàn thì nó sẽ báo uh, giá theo cái số lượng kèm theo giá là giá lên xe tại đây tức là đánh xong rồi lên xe là xong đấy chứ còn mọi người phải trả thêm cái cước vận chuyển nữa hiểu chưa đây tí anh ấy gậy mà đếm cái cây này là là biết được bao nhiêu bông này đấy để tôi đọc nốt xong rồi trả lời các bạn như cái này là vàng ta địa chỉ ở đâu vậy cu em đây là thọ à, đây là ông đình khoái châu hưng yên chào bạn ôi nó lại chừa trôi như thế này rồi đâu rồi đâu rồi nó bình luận nó nó chạy lung tung ấy cái bạn gì duẩn thanh xuân ở chào 50 cây thì giá như thế nào thì phải hỏi cái thủy nhá tôi nói chung là nhiều khi bán giá có rẻ quá thế nào nó rằng lại nó không cho bán thì rất là mệt Đấy ví dụ như là đầu trăm thì có thể trăm hai hay trăm mấy trăm mấy thì các bạn phải hỏi cái thủy xem nó nhận giá như thế nào nhá. 50 cây thì giá như thế nào anh? Bao nhiêu cây anh? Cái loại này hơn trăm nghìn có thể trăm hai hoặc trăm rưỡi tùy theo số lượng 50 hay 100 cây. Không bán lẻ. Đấy còn cái thủy nó đang nai like công khai nó báo giá công khai nhưng mà ở trên Facebook. Em muốn chạy bán nhưng không có kho thì nên làm thế nào anh nhỉ? À, tối thì các bạn sẽ thấy người ta cũng bán chạy ấy. bán bán chạy quảng cáo hay là livestream tiktok này này thì người ta lấy về cái sân này xong rồi người ta có cái bóng điện này xong rồi người ta cứ, bật điện thoại lên người ta livestream thôi đấy còn chạy quảng cáo thì kho khoa thì bắt buộc phải thế thôi chứ làm cái gì bây giờ chả phải thế còn nếu không thì các bạn phải ở gần vườn gần đây này các bạn cứ livestream đi xong rồi tối hôm sau các bạn báo đơn À, nào, đánh 10 cây mẫu đơn vàng, 10 cây mẫu đơn nọ, giao cho thế nọ thế kia xong rồi về Hoặc các bạn đánh, đóng hàng ở đây cũng được Nhưng các bạn ở xa thì các bạn bắt buộc phải có cái chỗ chứa cây Các bạn lấy ví dụ như 50 cây hoặc là 100 cây xong rồi về các bạn livestream stream, stream hoặc là các bạn chạy quảng cáo tầm 2-3 hôm, 3-4 hôm là hết hiểu chưa? hiểu chưa? Ờ, em muốn chạy bán nhưng không có khoa thì nên làm thế nào anh nhỉ? Thì bắt buộc phải thế kiếm tiền mà nếu các bạn không không có kho thì chẳng nhẽ này ví dụ như bạn ở ở, ở Bắc Ninh chẳng hạn cứ đánh hai cây hay ba cây hay 10 cây bạn lại phi về đây thì cái tiền cước xe quá tội bắt buộc phải tìm cái sân hay là tìm một cái chỗ nào đấy để các bạn chứa nó đánh ở đây mà cái tiện xe xong rồi tức là một lần thôi các bạn thuê xe ấy để các bạn trở về xong rồi bạn livestream chim chứ có thể là ví dụ như là 5 cây 10 cây thì có thể trong ngày bạn bán hết rồi hôm sau lại lại mất công chạy lên thì nó rất là khó thì các bạn phải có cái chỗ bãi đất nào đấy xong rồi các bạn uh, thuê người ta hay là bãi đất của gia đình xong rồi uh, có thể là đổ một cái xe công nông cát đấy đổ xe công nông cát ấy cây về có bầu có biết các thứ rồi thì các bạn có thể là nếu mà bán một ngày hai ngày thì các bạn không phải ủ cát nhưng mà ví dụ như bán một tuần hay là 10 ngày thì các bạn phải ủ cát để giữ cho cây nó nó sống thì đầu tiên với dòng cây cối này thứ nhất là các bạn phải có cái chỗ bãi này nó phun nắng được cũng được không thì các bạn là cái chỗ mà 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 không không phun nắng nhưng tốt nhất là phun nắng nếu mà nắng gắt mà vào mùa hè thì các bạn phải có lưới tre đấy, chứ còn nếu mà thời tiết như này thì phun nắng ưu tiên là phun nắng xong rồi có cát đấy, có cát để các bạn đổ ra các bạn một xe công nông này các bạn đổ ra giải ra một lớp nó dày tầm này này tầm như này đây cứ cho một không không được không cần một gang đâu tầm như này xong các bạn đặt cây lên xong rồi các bạn lại vùi Đấy thì các bạn à, bán được tầm 10 đến tầm 15 ngày Nó không bị xuống ná, nó không bị ảnh hưởng của cây Nếu còn người ta live stream hay người ta chạy quảng cáo ấy Thì là phải phải cây như đang nụ mới đang hoa như này này Thì nó kích thích cái, cái người mua hàng Chứ còn nếu mà các bạn mà mà lấy những cái hàng mà nó không có hoa như này Về các bạn chạy quảng cáo hay là các bạn live stream nó rất là khó bán Đấy, người mua lẻ người ta rất thích là có hoa huét như này Đấy, thì là, là nó có tính xác thực còn giao đến người ta thì các bạn có phải thể là thuyết phục người ta hoặc bảo người ta là cái lúc em nay thì nó hoa nhưng hiện tại bây giờ về là nó hết hoa. Các bạn phải có cái cây mẫu như này Mấy cái thứ hai là với những người người ta biết thì thì người ta cũng biết là cái việc mà hoa mẫu đơn vàng hay là thế nọ thế kia này thì chu kỳ nở hoa của nó cũng liên tục ấy mà. Cây cối này như thế. Còn mình cũng có phải lừa đảo đâu, hoa là hoa thật chứ có phải là là hoa giả hay là 502 đâu. Đây nó nở lung tung trời như này muốn xén năm nhưng mà không có nhân công mà xén. <laughs> xén đi thì nói chung là để cho cây nó nhanh lớn. Còn tầm này thì thôi, thứ nhất là không có người xén cái thứ hai là thôi nở cho nó vui cửa vui nhà. Đấy đọc cái bình luận thứ hai là các bạn bảo là em muốn lấy năm nhưng mà không có kho à? Không có kho thì tự phải bố trí chứ còn cái hàng này nói chung là là nó là hàng cây thì các bạn phải xem xem là thứ nhất là đổ cát. Đấy phải có có cát để các bạn dâm ủ cây. Cái thứ hai là chủ động được cái vấn đề nước tưới chứ kể cả các bạn bán hàng Tết, quất Tết, bưởi Tết nếu mà các bạn mà ở cái 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 chỗ nào bạn thuê mặt bằng mà không chủ động được cái nguồn nước, 2 3 ngày sau là các bạn cây nó nó xuống lắm. Đấy, thứ nhất là là các bạn phải có cát. Cát cát kiểu cát đen ấy để các bạn ủ cây, dâm cây. Cái thứ hai là các bạn phải chủ động được cái vấn đề nước tưới. Phun uh, thời tiết như này thì tốt nhất. Tiếp nha uh, cây to bên cạnh chắc là cái dòng kia 350 400 000 Ôi dạo này có chia sẻ gì Phật Pháp đâu Mình có đi tu đâu 20 cây bao nhiêu vậy anh Cái dòng này 20 cây thì chắc cái thủy nó không bán Cái nó dòng này mày 20 cây mày có bán không có. 20 cây bao tiền ừ. Từ 20 cây thì trăm rưỡi nhờ. Đâu hết chưa Hết bình luận chưa 10 cây giá bao nhiêu bác 10 cây bán không 10 cây 170k Hết chưa Ở đây đang ở Ông Đình Chứ không phải Văn Giang Nẻ thì không bán bạn ơi ờ, Cái này thì 120, 150, 170 gì đấy Tùy theo số lượng Đây là ở Ông Đình, Khoái Châu, Hương Yên ờ, 20 cây tại vườn Thì cái loại này là 150 à Đấy cây to ấy Cây ngoài kia là 350, 400 Hàng tán to kia quay lại đây đây, để, để, để quay Sao lại lôi Nam Định vào tôi có lôi gì đâu Tôi anh em tôi đầy Nam Định nghe Nhưng cái thằng nó bình luận nó cứ bảo là Về làng hoa cây cảnh uh, Thái Bình 50.000 Nhưng mà không phải cái loại này đâu Đây tôi lại nhảy xuống Đây là mượn ông cụ để để lên đây cho, cho mọi người nhìn cái tán thôi chứ còn Đây này bẩn mẹ cái áo rồi này Chứ còn tôi có lôi ai đâu Mẹ đầy anh em tôi ở dưới Nam Định Thái Bình đầy ấy anh em thứ nhất là theo dõi nói chung là cũng là cái giới cây cây cối ấy. Nhưng mà đôi khi là nói thật ra là anh em không ảnh hưởng đến ai và tôi nói thật ra là tôi cũng khuyến khích mọi người là tạo nội dung chân chính chứ còn đôi khi với những người người ta không hiểu ấy. Chứ còn bà con tôi mới hôm ấy tôi mới bình luận như này này. Mày đưa cho luôn cái người chủ vườn, người trồng cây ấy. Để người ta so giữa cái cây 50.000 mà mày báo ấy, đây này, thân bằng ngón tay hoặc điếu thuốc ấy. Với cái cây cái thủy nó báo 600.000 ấy. Tại vì nó hôm ấy là cái thủy nó quay cái loại 600 000 là thân gần bằng cổ tay này Đấy, Thế thằng kia nó mới bảo là về làng hoa cây cảnh Thái Bình Có 50 000 Đấy, Cái kiểu kiểu nó bán đắt mới cả nó nghĩ là 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 nó mới là đúng ấy nó mới là chân lý ấy Thế là tôi mới bảo là Tôi mới bảo là, mày đưa cho luôn cái người trồng cây ấy Mày thì đã rốt rồi bảo người ta dạy cho mày xem xem có đúng là tao nói đúng không Nhưng còn tôi nói thật là mình báo ra công khai hoặc mình làm mình việc như thế này thì Mình có ấy gì đâu <laughs> đây còn đây là cái cây dòng cây to này chưa về, à? bây giờ đây, về ăn cỗ à? à đây cái dòng này này dòng này nhưng mà tùy theo cái thủy nó, nó nó bán như thế nào còn có 10 cây thôi đây vừa đánh ông chú kia là ba cây đây đây đã biết là các ông ấy còn đấy không đây nát đác ở đây còn có 10 cây thôi đây Thế còn tí nữa tôi sẽ trả lời cho các ông ấy Đây Cao như thế này thì nói chung là Cả bầu thì khoảng 2 mét Tán thì bây giờ không ấy thì đều đo ngang tay Hàng này hàng xén nhiều lắm chứ hai này hai này 4 này 6 này 8 90 phân Đấy gốc nó thì tầm 12 vanh, vanh từ 10 đến 12 gì đấy Cái thủy nó nhận được tạm ấy còn phải có thước cơ Thoát thân 2 4 6 8 80 phân hay cái gì đây Đấy đại ý nó nó phải tầm trừ từ ngón chân cái trở lên Đấy Ông kia ông bảo là sao lại lôi Thái Bình vào Nó lôi gì đâu Thằng kia nó bảo thế Nó bảo hôm mấy cái thủy nó quay cái cây 600 nghìn thì to hơn như này Tán thì nó cũng thế thôi Cái thủy nó bảo là À cái thằng ấy nó bảo là về Nam Định À về Thái Bình Về Nam Hoa cây cảnh Thái Bình 50 nghìn đầy Đây cây 50 nghìn của nó chắc nó chỉ được như này Đây nó so mấy cái cây, cây cây như thế này Đấy các ông nhìn thấy con hài hước ở đây này Cây kia nó chỉ bằng, tán nó chỉ bằng hơn ngang tay thôi Thôi nó bằng uh, điếu thuốc hoặc ngón tay Mấy cái cây như cái kia trồng thêm khoảng 3 năm, 4 năm mới được từ cái cây này lên cây kia Đấy nó bảo thế Được chưa ờ, Khi nào có nhất chi mai cái thủy nó Chiều nay nó, à ừ chiều ấy Nó quay cái hàng nhất chi mai gần hình như là hơn 3 triệu gì đấy Tối nay tôi cắt video thì các bạn sẽ thấy Nha Nó live stream ở trên cái Facebook ừ, cửa hàng cơ Facebook của ông Cá Đá ấy. À, Bông trang trong nam với cả cái dòng mẫu đơn này thì Nói chung là nó tùy cái cách gọi Ở trong kia người ta gọi bông trang thì là cái dòng uh, mẫu đơn ná bé ấy. Gọi là bọn tôi ở đây gọi là mẫu đơn ná dí ấy. Cái cái ná của cái dòng mẫu đơn nó chỉ bé như này này Nó dưới ngón tay Nhưng mà ở đây thì gọi là là không ai gọi bông trang Đấy, có lẽ là những cái bà con mà ở trong Nam ấy ở trong Nam ra ngoài này sinh sống thì có thể nhé người ta vẫn gọi cây mẫu đơn này là bông trang. Nhưng các bạn phải phân biệt là cái trang với cái mẫu đơn này thì nó tùy theo cách gọi. Có thể là người ta sẽ đánh đồng là ở trong Nam thì gọi là là bông trang, ở ngoài này thì mẫu đơn. Nhưng thực ra là bông mẫu đơn hay bông trang thì nó có rất là nhiều giống. Nó tùy theo cái giống nào giống đắt. Đấy ở trong thì có thể là gọi cái cây này cũng là bông trang. Nhưng mà với cái tên gọi là ví dụ lá lá chung hay là lá to ấy. Chứ còn các bạn mà thấy cái bông trang ở trong Nam thì thường là lá nó chỉ bé bằng ngón tay thôi những cái dòng này là cái dòng lá chung với cái lá to ấy đấy các bạn sẽ còn nếu mà không không ở trong giới thì các bạn cứ thấy là gạo là gạo nhưng mà ngoài ra thì gạo nó có gạo quy gạo kháng mằn gạo khang dân đấy mì tôm cũng vậy các bạn nhìn thấy mì tôm thì cứ làm mì tôm nhưng ngoài ra thì mì tôm komachi, chi mới hảo hảo mới cả Ê, cái gì gì đấy cái các loại nó cũng thế khi các bạn vào trong giới bạn mới biết là Mẫu đơn nhung lá nhựa, mẫu đơn vàng, mẫu đơn cờ Mẫu đơn uh, cái gì uh, thế, cái gì thì Hoàng hường với cả các loại khác nó khác nhau Chứ còn với các bạn thì có thể là hiểu đơn giản là cái này Ở trong Nam thì gọi là bông trạng được Ở ngoài Bắc thì gọi là mẫu đơn Đấy Còn có thể là tùy người ở trong giới người ta mới biết được Còn đây ví dụ như là cái loại này Là làm Mẫu đơn uh, cái mẹ gì bây giờ này Nói Mỹ Hồng Đấy Mỹ Hồng Kiểu nói nhiều quá thế là nó lẫn rồi Thôi nói ít thôi để trả lời xong xong rồi giải quyết xong là thôi nhá Đấy là bạn này bạn bảo nhìn hoa giống bông trang trong Nam Đấy là tùy theo cái cách gọi Có thể ở trong Nam thì người ta gọi là bông trang Ở ngoài Bắc thì gọi là mẫu đơn Nhưng cái ná nó khác nhau và cái giống nó khác nhau Hiểu chưa Quay hàng tán to to đi anh Á à, đủ giống bông trang mà <laughs> Kệ nó đi anh ở đâu vậy bạn Cây như này bao nhiêu tiền anh Vườn ở đâu vậy sếp được rồi thôi không trả lời các bạn nữa Thế là xong nhá Nhiệm vụ hôm nay tôi cũng xong rồi tôi ấy đây Các cái dòng này bảo cái thủy nó rơi vào hơn trăm Còn các cái dòng này 300 rưỡi 400 Chả biết còn bao nhiêu thằng của em nó kiểm Vườn thì nó bảo còn chục cây thôi anh ạ à. Đấy Đấy còn các cái dòng đơn ngoài này thì Ngày mai tôi sẽ ra cái vườn lớn kia thì tôi quay cho Tại vì vườn này sau khi đánh xong Thế là nó lổm cà lổm cổ mê còn tôi tôi định viết cho các bạn một cái cây lại xong rồi các bạn đếm đếm mấy nhưng mà thôi hôm nào đợi khách Người ta đánh thì thì sẽ đếm cho các bạn Các bạn trông vậy thôi nhưng cây này nó rất nhiều bông đấy Như cái cành con con này bốn bông này Đây này Các bạn sẽ xem là cây này nó phải mấy chục bông đấy, Nó tầm ba bốn chục bông đấy Không phải ít đâu thì Một cành con con này bốn bông này Đấy thì tôi mới bảo với các bạn ba bông Đây đây, đây là năm bông này hai cái cành con Thì các bạn biết là một cái cái cành này nó phải tầm Chắc cũng phải năm chục bông để thật đấy, vít xuống đây này, đếm một cái chỗ này nó hơn chục bông Đấy, nó vừa vừa mới ấy hết này có được rồi tạm biệt mọi người ở cái video này nó khổ chẳng lẽ người ta nói như thế thì mình không không tranh biện thì thì thành ra là là dở hơi nhưng mà nói câu chuyện thì nó cũng rất là dài mỗi cái video mà ví dụ như cái loại này mà ở đây bán 300 400 mà nó bảo là dưới Thái Bình nàng hoa cây cảnh có năm chục thôi thì cũng phải nói cho bà con để bà con còn hiểu chứ đôi khi bà con không biết thì Bà con lại cứ nghĩ là Đấy người ta trồng cây 4 năm Mới bán được 50.000 Cả công đánh rồi Các thứ nó ninh tinh đây Đi về đi Để nghỉ đã nhá